thành chùa keo xây dựng thời đó gồm 21 công trình với 157 trang trên khu đất rộng 58.000 m2. Hiện nay toàn bộ kiến trúc chùa keo cùng 17 công trình với 128 gian phân bố trên 2.022 m2. Đó là các công trình kiến trúc chính như tam quan, chùa Phật, điện thánh, gác chuông, hành lang và khu tăng xá, vườn tháp. Từ trên mặt đê xuống qua bậc tam cấp gặp một sân nhỏ lát đá tạm. Công trình đầu tiên là tam quan ngoại. Rẽ sang phải hoặc trái theo con đường men theo hồ nước hai bên tả hữu gặp hai cổng tò vò, giữa là tam quan nội. Điều đáng quan tâm nhất ở tam quan nội là bộ cánh cửa gian trung quan, một kiệt tác chạm khắc gỗ thế kỷ 17. Từ tam quan nội qua một sân nhỏ rộng ta đến khu chùa Phật gồm chùa Ông Hổ, tòa Thiêu Hương và điện Phật. Khu chùa Phật là nơi tập trung nhiều nhất các pho tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao vào thế kỷ 17-18. Đó là tượng Tuyết Sơn, Lan Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát. Khu đền thánh được kết nối với khu thờ Phật gồm tòa Giá Soi, tòa Thiêu Hương và Phụ Quốc và Thượng Điện. Những công trình này nối tiếp nhau tạo thành một kết cấu kiểu chữ công. Sau cùng là các chuông ba tầng nguy nga bề thế. Hai dãy hành lang đông tây nối từ chùa Ông Hồ đến góc chuông thẳng tắp, dài hun hút hàng chục gian bao bọc cả khu chùa, lạc thành bốn mặt tường vây kín đáo cho một kiến trúc điện Phật học thật. Thuở trước làng keo có tám giáp. Theo tỷ lệ cổ truyền, hàng năm tám giáp của làng cùng trăm năm ở hội chùa vào hai kỳ. Hội vui xuân mở vào ngày 4 Tết và chính hội mở vào các ngày 13, 14, 15 tháng 9. Hai hội này có nội dung và hình thức khác nhau với những sự lệ mang tính chất khác nhau. Nếu hội xuân làng keo mang tính chất hội lễ nông nghiệp thi tài thì hội tháng 9 ngoài tính chất thi tài còn mang đậm tính lịch sử, tính văn nghệ. Ở hội thu, cuộc đời và hành trạng của vị thánh được thờ đây là thiền sư Dương Không Lộ được tái hiện như một diễn sướng lịch sử. Nhiều lễ thức mang tính tôn giáo lại đậm đà sắc thái của những sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó có lễ ếch vò và treo chả cạn. Trước ngày khai hội, nghi lễ thay áo thánh được tiến hành với những sự lệ vô cùng huyền bí. Chiếc áo cũ của thánh từng vẫn được coi là một kỷ vật tối linh tối thiêng, đem cắt thành những mảnh nhỏ. Thuở trước chỉ có những người có chức sắc cùng với những người đem hàng tâm hàng sản hiến dâng cho chùa mới được biếu một phần, coi đó là một thứ bùa hộ mệnh cho mình. Xưa kia ngày 14 tháng 9 có hội thi bơi chả trên sông Hồng và đám rước khổng lồ với nhiều nghi trượng được quy định nghiêm ngặt, có hàng trăm người tham gia. Nhiều tình tiết về sự tích thánh tổ Không Lộ được tái hiện trong đám rước này, trong đó có nghi thức múa rước cạ để mô phỏng sự ly kỳ trong cuộc đời của thánh tổ. Ngày 15, mọi nghi lễ được tiến hành tương tự như ngày 14 và được kết thúc bằng lễ bơi chả cạ chầu thánh, cũng gọi là múa chả cạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.